Hôm nay cô bác sẽ là xe của chú này, Future LED màu đỏ đô. Thì chú này chạy là bị nồi nó yếu, thì sau khi mình chạy thấy nồi sáo tụt lút anh em ha. Thì không biết chú có làm ở đâu hay không. Thì xe quá mới thì chạy nồi yếu với lại nó sực sực kỳ lắm anh em ơi. Thì chú mới mình kêu mình kiểm tra thì mình sẽ tháo ra coi có bị gì thì mình làm nha anh em. Rồi, xe bản số thành phố anh em ơi. Future nè, đèn lưỡi trai nè, đèn led lưỡi trai, rồi mặt nạ cánh bửng gò má ông địa nè, đó. Phuộc RCB nha, đó. 2019 nha anh em. Rồi, trong quá trình mình làm mình quay lại cho anh em coi nha. Giờ làm xe này thôi anh em ơi. Sẵn thì chú này kêu mình kiểm tra lại cái sinh ca có bị gì không nha. Rồi, đó, vậy thôi. Bố này là dán là bố cước là nó bị giật anh em ơi. Thì mấy người ta chạy là khó tánh là nó bị giật á, cho nên là mình về cốt công luôn cho chú nè. Cái này bố đỏ, này bố đỏ càng dài mà vẫn bị giật mà. Bây giờ tán chuông này ra thay cái chuông đen cốt công về cốt công. Vô bố ba kèn bố vàng là ok ha. Rồi sau khi tháo ra để mình coi coi tăng cam như thế nào nha. Hồi nãy xe là có kêu lắm. À, 7 rồi nha anh em. Trong xe là bố ba kèn đỏ là bố dài luôn nè, nhưng mà nó vẫn rung mà nha anh em. Một thời là anh em cũng thần tượng bố ba càng đỏ hay lắm, nhưng mà rung là rung mà ăn thua. Cái này là ăn thua cái người dán, do thợ dán. Rồi cái bố này nói chung là mấy cái bố này nó chai rồi, nó cái bố vàng á, cái bố Unity là nó bắt không có lạnh bằng bố này. Nhưng mà khi mà nó chai, nó có, khi mà nó nóng lên là chạy thời gian nó không có bị rung. Còn bố này là giờ nói chung là mình không có dán nha, mình sẽ đi ba càng mới luôn đó. Cho nó làm. Đây là combo chống rung giật của mình nha. Đây là còn cái chuông đen nữa nè. Bố có quay gì không chú? Có chụp lại không? Đây, mình sẽ đưa bố ba càng này vô. Để về cái chuông zin là ok à. Nha. Rồi vô cái chuông anh 4 nữa nha. Này, vô chuông cất không nữa là ok nè. Bố ba càng mình gài vô nè anh em ơi. Bố ba càng mình gài vô đó nha. Ok, về zin là chuông zin đó là combo chống rung. Xe này là mình sẽ thay bánh su lồng nè, với lại sên cam mới nha anh em. Đó. Sên cam của chú bị bể nè. Anh em thấy không? Thì chú chạy cũng kỹ mà vậy á nha. Đang làm nồi lại cho chú tháp chuông cho chú ở Phước Kiển. Thì em trai này ở Tiền Giang lên đó nè, cũng bị bể thăng cam nè anh em nè. Là chạy bao nhiêu em trai? 30.000 hả? Là 30.000 là cũng cùng chung số phận với lại chú luôn nè, thấy chưa đó. Lặn lội ở 63 lên á, Tiền Giang nha. Rồi đang ráp vô nè. Rồi sau khi vô cộng sinh cam đồ với su lồng rồi thì mình sẽ vô lại nha. Vô qua lăn lại thôi anh em ơi. Chuông tháp xong rồi nè anh em ơi. Chuông đen nha, tháp chuông đen anh 4. Rồi nha anh em. Chú này sau khi xong thì mình thay sên cam vô im rồi nha anh em. Rồi mình chạy là thấy bốc hơn rõ ràng nha anh em. Rồi
Bốt là anh em ghé mình đó là không có dán bố nha anh em, mình sẽ thay chuông luôn, thay chuông này tháp bố mới luôn, vô ba càng mới luôn, mình thấy chạy là ổn định đó anh em dán thì bố đỏ bố gì mình không biết, bố đỏ bố cước gì á này nó hay rung nha anh em, cái đó là sự thật, sự thật thì mất đồng thôi mấy anh ơi tiện nha. Thì dán thì người nào thích dán là dán, thì rim quay đồ cái moment nó khác, còn xe này mà nó bị gần một chút là nó sẽ rung nha anh em. Những cái hệ giảm chấn nó cũng phải im nó mới được à, những hệ giảm chấn nồi nè, rồi những cái này nọ nó phải im nó mới được nha. Thì mình làm nhiều xe này mình có kinh nghiệm thôi. Rồi xe chạy ổn định rồi thì xe này vô bố qua càng FCC, rồi thay sinh cam, rồi với lại tháp cái chuông đen vậy thôi là chạy ok nha anh em. Rồi mình về mình giao khách thôi cho chú về đó.